Đồ bẫy em Thảo hôm nay sẽ quay về những cái dụng cụ bẫy cá, bẫy cua và bẫy tôm. Đấy, đầu tiên là đôi ủng bảo vệ chân, chắc chắn là các bác đi uh, lội ruộng nó rất chi là cần. Cái mẫu ủng này em sẽ có rất nhiều size và số nhá. Đấy và với đôi ủng này thì bác nào cũng có thể đeo được, giá rất chi là rẻ luôn. Đấy và tới mẫu lồng bẫy cua đầu tiên, bởi đã đang thời điểm đi bẫy cua. Lồng bẫy cua thì em sẽ có lồng bẫy cua một khuy và lồng bẫy cua hai khuy. Đấy, cái lồng này thì em quay chi tiết một chút để các bác nhà mình xem biết tới đơn vị em. Là một xưởng chưa nằm lồng lưới thì những cái lưới này em sẽ tự đặt lưới vào uốn khung hết nhé và khung thì em sẽ chọn loại khung cứng nhất để đảm bảo cái sự an toàn cho các bác mình sử dụng một lâu dài và với chất lưới là sợi chất lưới to mắt một phân rưỡi này Đấy, và em sẽ mở một cái hai khuy lồng này có lồng hai khuy nha các bác nhé lồng một khuy và lồng hai khuy lồng hai khuy nó sẽ lớn hơn để một chút là em sẽ chi tiết về kích thước để các bác thì mình nắm bắt được với những cái kích thước lòng này thì em sẽ để hẳn xuống dưới này để cho các bác nhà mình nhìn cho rõ là để cách xa nhau ra đấy cách xa nhau ra nhá đây thì với cái kích thước lồng to này nhá cái bề chiều dài của nó đây chiều dài như các bác nhìn đây nó sẽ là 20 40 nó sẽ là 59 60 cm là chiều dài còn với chiều rộng của nó thì nó rơi vào 35cm, 35 xe 35 36 xe đấy đây là cái lồng nhìn to nhé còn cái lồng nhỏ này của nó thì nó sẽ được là 50 này. Đấy, và bề rộng này của nó là 30 này và là lồng một tỉ ở giữa. Thì tùy thuộc theo các bác nhá Lồng này lồng đánh cua đồng, đánh ghẹ biển, đánh uh, uh, nước ngọt, nước mặn đều rất là ok. Với cái cửa này nó cao 18 và cái cửa này thì nó cao 13. Đấy và bên xưởng em thì giao xỉ đẻ cho toàn quốc nhé Bác nào đang muốn lấy về bán hay muốn sử dụng vài cái thì cứ liên hệ tới em. Giá chỉ có mấy chục ngàn thôi, rất chi là rẻ. Đấy, đây là lồng bẫy cua nhé các bác nhá. và số điện thoại của đơn vị em thì uh, quên em sẽ để luôn số điện thoại ở đây để các bác nhà mình sẽ biết tới đơn về em đấy số điện thoại nhà em thì em sẽ để rõ là em Thảo đồ bẫy đấy nhá. đây đấy bác nào đang cần kết bạn zalo liên hệ trực tiếp để mua ngoài ra em còn có cả đèn pin để phục vụ các bác nhà mình đi bẫy luôn đấy, đèn pin này thì rất chi là ok siêu sáng luôn đấy, rồi em bật cái to đây xem nào cái đèn này về các bác sạc pin nhé đều có dây sạc pin hết đấy Đấy, với cái ánh sáng xa hàng mấy trăm mét em phải rọi xuống đất này nè em này. Đấy, các bác nhìn cái ánh sáng của nó tròn, siêu sáng luôn. Đây là kích thước đèn to nhá. Đấy và chủ yếu là giới thiệu tới các bác lồng, tới mẫu lồng tôm đi. Lồng kim cương tôm đi. Đèn pin siêu sáng luôn. Đây là lồng kim cương, lồng tôm này. Với cái lồng tôm này thì đơn vị em đang đưa tới các bác cái chất lưới đẹp nhất. Lồng tôm này thì kích thước của nó là 55 và miệng 30. Đặt động đất. Đây là lồng tôm nha các bác nhé Lồng tôm Và cái lồng tôm này thì em đang đưa tới các bác 60.000 một chiếc đấy, Các bác mua từ 10 chiếc trở lên để em miễn phí ship hoàn toàn Đấy nó khóa để có cả túi đựng đựng mồi Đấy và các bác đổ tôm đổ cua ra cái lối kéo khóa đấy nhá, Chất lưới này chất lưới siêu đẹp luôn các bác ạ Đấy đây là cái lồng kim cương nha các bác nhé để bác nào trên mọi miền tổ quốc mà đã xem được video này thì các bác đã tìm được một xưởng lưới uy tín và chất lượng luôn với tất cả các loại lồng lưới đấy là hòm vào hai hòm nha các bác nhá. Lồng hai ho, rồi ok rồi Tới lồng ba ba loại đẹp đi Lồng ba ba này thì em sẽ có hai loại nha các bác nha Lồng ba ba này thì Như các bác thấy là lồng ba ba Đây là loại to Loại to đẹp nha Cái này thu gọn vào và với cái cửa miệng của nó nha Xem cho các bác, xem miệng của nó Con ba ba 2kg vào vừa Và đây là loại lồng đẹp nha Sẽ có một loại lồng rẻ hơn đấy các bác đó. Cái loại này để mắt lưới của nó to này, to đùng luôn đấy, Và bề mặt của nó là 50 Và chiều cao của nó là cao 30 Đấy, cao 30 các bác ạ. Cao à cao chưa được 30 đâu. Cao của nó là cao cao 25. Cao 25 và miệng của nó là rơi vào 50. Đấy, cao 25 và miệng của nó là 50. Đấy, cái lồng này là lồng siêu bền nhá, loại đồng 33, gài ghim vào đi. Thì các bác mà lồng này ba cửa, ba hoam nhá các bác nhá. Vào được ba hoam luôn. Mồi đánh 33 là mồi ốc nhá các bác nhá. Ốc dã dạ ra. Đấy, để xuống đây, để xuống đất cho các bác này mình nhìn. Thu gọn vào nó như thế này nhá. Đấy, một cái lồng 33. Và tới cái mẫu lồng lò xo thì em sẽ đưa tới các bác những cái mẫu lồng giá thấp nhất. Lồng lò xo, đây là lồng lò xo trắng này. Rồi, đi đứng ra ngoài này để chi tiết. Cái lồng lò xo thì hôm nay đây là lồng lò xo cao cấp nha các bác nhé. Còn có những mẫu lồng lò xo rẻ hơn rất chi là nhiều. Lồng lò xo này là lồng lò xo lưới cao cấp này và cũng vẫn rất nhiều bác ưa chuộng. Em có màu vàng, màu xanh và màu trắng. Đơn vị em xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước nha các bác nhé. Bác nào cũng có thể mua được. Đấy, đây là cái lồng 30 60. Riêng cái lồng mà lưới vàng, lưới trắng, lưới xanh này thì nó chỉ có kích thước 30 60 thôi. Đấy, còn cái lồng màu đen thì nó sẽ nhiều kích thước hơn. Cái này thì giá của nó cao hơn một chút nha các anh nhé. Đây, đấy, 30 60. Đấy, đây là loại lồng cao cấp chất lượng nhất nha các bác nhé. Nó chỉ có mấy chục ngàn một cái thôi. Còn à, em sẽ đưa tới các bác mẫu lồng phổ thông là mẫu lồng rẻ hơn. Đấy. Không, đi ra ngoài này. Đây em sẽ lấy cái mẫu lồng ở ngoài này cho các bác này mình xem Bỏ cái số điện thoại sang bên này đấy, Số điện thoại của đơn vị em Thảo đấy nhá Các bác có liên hệ trực tiếp Đây là lồng 3060 này Với cái lồng này là lồng đẹp nhá Đấy Lồng này thì uh, Cái lồng uh, Khung cứng Cái đấy nó hơi bị díu lưới rồi. Cũng chẳng vấn đề gì đâu các bác ạ Đặt lồng lưới vẫn ok hết xuống nước Đấy Và với một cái lồng 3060 Chất liệu thép đẹp nó phải cứng như thế này Đứng này Thép đẹp cái 40 80 thì em à 30 60 phải để lên đằng trước này này. <laughs> Cho các bác thì mình xem. Đấy. Ví dụ kích thước nhỏ nhất bẫy cua, bẫy cá, rô đồng, bẫy cá rô phi này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 40 000 đồng trên một cái. Mà bỏ cháu ít quốc xẻng ra ngoài nhé. Cái này là 40 000 đồng trên một cái thôi các bác ạ. Đấy, với chất lưới bao đẹp như này, khung đẹp như này. Lồng này lồng 25. À, lồng miệng 25 và dài 45. Đấy, hai hoam. Đấy con đây là lòng 30 60. Và khi các bác mà thu lồng về thì rất chi là dễ nhé hướng dẫn các bác cái cách thu lòng về cái. Các bác thu lòng về này. Đấy, thu lòng về. Và cái cách rũ cá ra nhá, em hướng dẫn luôn các bác một chút. Đấy các bác vẩy mạnh lên nhá. vẩy mạnh vào. Đấy, nào là cá nó ra hết ngay. 30 60. 50.000 đồng một cái nha các bác nhé Mua từ 10 cái em miễn phí ship hoàn toàn Đấy, Ngoài ra đơn vị em còn có các loại lồng lưới à, lưới Lưới đúc này, lưới xanh này Đây là lưới xanh Lưới này thì nhà em đang bán chạy nhất luôn Đây là lưới hàng đặt nhé Các bác em sẽ có từ 15 khung cho tới 29 khung Đấy, Bác nào cần cái nào thì cứ liên hệ tới em Đấy, Và lồng này là lồng lưới đúc này Lưới đúc là lưới đầu xanh lơ và bên trong giữa là màu trắng Cái này thì để em toàn làm hàng đặt thôi bao chất lượng từ tận tay các bác nhé đấy và bên cơ sở em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc bác nào có mua từ 10 cái để miễn phí ship hoàn toàn để bác nào đang có nhu cầu về lồng cua, lồng cá, lồng tôm, lồng ba ba, các loại lồng nhà em đều có, hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại kia. Cũng rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới kênh nhé. Nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này ạ. Chào và hẹn gặp lại các bác.